Các bạn thân mến, từ ngày hôm qua đến bây giờ nhiều bạn inbox cho Phi Long hỏi rằng làm sao mình có thể thoát được cái cảm giác mà bị lợi dụng. Vâng các bạn, mình thoát được cảm giác được bị lợi dụng hay không, không phụ thuộc vào người khác các bạn. Nó phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm xúc của các bạn. Các bạn có thể điều chỉnh được, quản lý được cảm xúc của mình. Chứ còn lợi dụng hay không, nó có thoải mái hay không, nó không phụ thuộc vào chính mình mà từ người khác. Chính vì thế mình chỉ control được cái cảm xúc của mình thôi. Vậy thì các bạn hãy nghĩ về chiều hướng tích cực của cái việc đó ha. Vì sao? Khi mà các bạn cảm thấy mình bị lợi dụng thì các bạn cảm thấy tiêu cực rồi. Vậy thì tại sao mình không có cái cơ hội đó mà mình cảm thấy rằng mình vẫn còn giá trị về trên xã hội này, mình vẫn còn giá trị trong cuộc sống này, mình vẫn còn mang lại lợi ích cho người khác và mình được lợi dụng. Còn nếu như mà mình không còn một cái giá trị nào nữa rồi, mình chỉ còn là một cái vật thay thế để đủ số lượng người, để đủ cái công năng cho mỗi công việc nào đó thôi, thì cái đó chúng ta không gọi là bị lợi dụng nữa các bạn, mà chúng ta gọi là được tận dụng. Chúc các bạn sống vui.